Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là các phóng sự, Chiêm Hóa chủ động triển khai trồng rừng vụ xuân đảm bảo tiến độ đề ra, tăng cường quản lý vật tư y tế, nhất là thuốc kháng virus trong điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Toàn tỉnh hiện có 2 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp phân bố đều ở các huyện thành phố. Các khu cụm công nghiệp được hình thành, phát triển đã tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tính đến đầu năm 2022, đã có 39 dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, trong đó có 17 dự án vào khu công nghiệp. Căn cứ vào tiềm năng lợi thế của các trục đường huyết mạch giao thông như quốc lộ 2, quốc lộ 2C, quốc lộ 37, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Tuyên Quang đấu nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đã ra soát và xây dựng phương án phát triển các cụm công nghiệp và làng nghề để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, dự kiến quy hoạch thành lập 23 cụm công nghiệp, gồm duy trì mở rộng các cụm công nghiệp hiện có và thành lập các cụm công nghiệp mới. Mục tiêu tỉnh đặt ra là phát triển, mở rộng các khu cụm công nghiệp theo hướng chuyên ngành, định hướng sản phẩm công nghệ cao, ngành nghề không ô nhiễm, có chọn lọc, đảm bảo liên kết hạ tầng đồng bộ các đô thị và các ngành dịch vụ khác gắn liền với phát triển khu cụm công nghiệp. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai phương án đảm bảo sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, Sở Công Thương chủ động phối hợp với các huyện, thành phố nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp, cung cầu giá cả các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ cho người dân khi xảy ra dịch bệnh và diễn biến tình hình của dịch bệnh trên địa bàn. Phối hợp với Cục Quản lý Thị trường thực hiện các biện pháp chống đầu cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các hành vi kinh doanh trái pháp luật, trọng tâm là hoạt động kinh doanh xăng dầu và đảm bảo an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm tra kiểm soát, thực hiện tốt việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. Về lương thực, sản lượng gạo có thể đáp ứng trên địa bàn tỉnh gần 22.000 tấn một tháng, vượt so với nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh. Để chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, ngoài việc khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, Sở Công Thương phối hợp với các cấp các ngành chức năng tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong bối cảnh dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuyên Quang là một trong 3 tỉnh có sản lượng gỗ lớn nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc, đứng thứ 3 của cả nước về tỷ lệ rừng che phủ, đạt 65%. Phát triển kinh tế từ rừng, đặc biệt là rừng gỗ lớn là một trong những giải pháp bước đi cụ thể để tỉnh không ngừng nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, toàn tỉnh hiện có 69.000 ha rừng gỗ lớn phân bổ trên địa bàn các huyện, thành phố. Diện tích rừng trồng gỗ lớn của tỉnh ở giai đoạn này chủ yếu được hình thành từ chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Rừng 7 năm nếu khai thác cho sản lượng gỗ trung bình đạt 100 mét khối một hecta, nhưng khi giữ lại làm rừng gỗ lớn từ 10 đến 12 năm thì khối lượng gỗ có thể tăng lên 120 đến 150 mét khối một hecta. Từ năm thứ 7 đến năm thứ 12, cây rừng ở giai đoạn phát triển nhanh nhất trong chu kỳ sinh trưởng. Giá trị kinh tế rừng gỗ lớn tăng gấp đôi so với rừng trồng chu kỳ 7 năm. Xác định phát triển rừng gỗ lớn là hướng đi lâu dài bền vững, tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025 phát triển thêm 20.000 ha rừng gỗ lớn, nâng tổng số diện tích rừng này trên địa bàn toàn tỉnh lên 89.000 ha. Để đạt được mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nghị quyết số 03 ngày 16 tháng 7 năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay cho các tổ chức cá nhân vay vốn để chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, tương đương với mức hỗ trợ lãi suất khoảng 8,4 triệu đồng một ha. Thưa quý vị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều sản phẩm được gắn sao OCOP. Nguồn vốn cho phát triển sản phẩm OCOP đang được các cấp các ngành quan tâm nhằm ngày càng tạo ra nhiều hơn các sản phẩm chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã hỗ trợ trên 33 tỷ đồng lồng ghép từ các chương trình dự án hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tích cực tham mưu với tỉnh về việc tạo nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời phối hợp với các ngân hàng để khảo sát nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm OCOP. Trong 2 năm 2020-2021, tỉnh đã có 128 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP, còn nhiều sản phẩm tiềm năng có thể được xếp hạng OCOP trong những năm tới. Từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ tiêu chuẩn hóa, đánh giá phân hạng 209 sản phẩm, trong đó có ít nhất 150 sản phẩm hạng 3 sao trở lên.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ dành trên 57 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP. Ngay sau khi ra lò mẻ gang thép đầu tiên sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang đã tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi sản xuất và phát triển thị trường cả ở phân khúc nội địa và xuất khẩu, phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm nay. Với trên 1.000 công nhân, việc phòng chống dịch COVID-19 được công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Tuyên Quang đặt lên hàng đầu trong thời điểm này. Doanh nghiệp đã bảo toàn nhân sự trong biến động của dịch bệnh, giữ vững nhịp sản xuất trong tình hình mới. Dịch bệnh thì còn diễn biến phức tạp, thế và doanh nghiệp cũng đã nỗ lực hết mình bằng mọi cái biện pháp sẵn có để làm sao mà hạn chế đến mức tối đa cái khả năng lây lan dịch bệnh để phát triển sản xuất và phòng chống dịch tốt. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và doanh nghiệp cũng đã nỗ lực hết mình bằng mọi biện pháp sẵn có để làm sao hạn chế đến mức tối đa khả năng lây lan dịch bệnh để phát triển sản xuất và phòng chống dịch tốt. Năm 2022, công ty phấn đấu sản xuất và tiêu thụ được 230.000 tấn thép các loại, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 48 tỷ đồng. Ngoài các sản phẩm tiêu thụ ở thị trường nội địa, công ty còn chú trọng phát triển xuất khẩu. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn để phát triển kinh tế, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì sản xuất đà phục hồi trong thời gian tới, tạo việc làm ổn định cho lao động và đóng góp vào nguồn ngân sách địa phương. Ban lãnh đạo xưởng cũng xác định rất rõ ràng, phối hợp cùng ban lãnh đạo công ty là làm tốt công tác về phòng chống dịch Covid khi mà dịch Covid nó đang lan tràn khắp cả nước, đặc biệt là các khu công nghiệp, thì thường xuyên chúng tôi có cái biện pháp kiểm tra hàng ngày về vấn đề là trang bị về khẩu trang, cồn sát khuẩn, rồi là giãn cách đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế. Lãnh đạo xưởng cũng xác định rất rõ ràng phối hợp cùng với ban lãnh đạo công ty làm tốt công tác về phòng chống dịch COVID-19 khi dịch đang lan tràn khắp cả nước, đặc biệt là các khu công nghiệp. Hàng ngày có các biện pháp kiểm tra, trang bị khẩu trang, cồn sát khuẩn, giãn cách đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế. Bằng trách nhiệm, sự chủ động, doanh nghiệp đã và đang tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, phục hồi và ổn định sản xuất trong thời gian tới. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa đã triển khai cụ thể kế hoạch trồng mới, thực hiện gieo ươm chăm sóc cây giống, đảm bảo chất lượng phục vụ trồng rừng theo kế hoạch. Năm 2022, thực hiện chỉ tiêu công ty giao, đội sản xuất 475 công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa sẽ trồng mới 20 ha rừng. Ngay từ những tháng cuối năm 2021, cùng với việc sản xuất gieo ươm cây giống, đội đã tổ chức rà soát những diện tích đủ điều kiện để chuẩn bị cho việc trồng rừng năm 2022. Công nhân và các hộ liên quan đã thực hiện phát dọn thực bì, cuốc hố, bón phân, trồng rừng, đảm bảo đúng kỹ thuật và trong khung thời vụ tốt nhất. Tận dụng thời tiết mưa ẩm những ngày đầu xuân, đội sản xuất 475 đã trồng được gần 5 ha rừng bằng giống cây keo tai tượng. Phấn đấu toàn bộ diện tích còn lại sẽ được trồng vào cuối tháng 5 năm 2022. Trong thời gian tiếp theo thì ngoài cái việc chuẩn bị các khâu trồng rừng thì song song với điều đấy thì đơn vị sẽ tập trung nhân lực để hoàn thành nốt theo kế hoạch và đồng thời là tiến hành chăm sóc rừng các năm, năm 1, năm 2, năm 3. Cùng với việc gieo ươm chăm sóc cây giống, thời điểm này công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa đang tập trung việc thiết kế tổ chức phát dọn thực bì để trồng đúng tiến độ và khung thời vụ tốt nhất. 100% diện tích rừng trồng của công ty khai thác đến đâu tái sản xuất ngay đến đó. Bên cạnh việc đầu tư quỹ đất, vật tư phân bón, cây giống, công ty cũng đã tập trung hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người trồng rừng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng mới 450 ha rừng. Tính đến thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa đã ươm được hơn 500.000 cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Công ty cũng đã trồng mới được trên 120 ha rừng. Đối với diện tích mà trồng rừng công ty đầu tư 100% thì chúng tôi tiến hành là tìm giao cho công nhân và các hộ dân để nhận khoán. Đối với diện tích mà trồng rừng chúng tôi liên doanh, liên kết với các hộ nhân dân trên địa bàn thì chúng tôi đã thực hiện công tác tuyên truyền và ký hợp đồng để chuẩn bị sau khi vào thời vụ là sẽ thực hiện công tác là phát dọn thực bì, cuốc hố và tiến hành trồng rừng khi thời tiết gặp thuận lợi.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Chiêm Hóa đang tiếp tục chỉ đạo các tổ đội sản xuất tập trung chăm sóc cây giống, phát dọn thực bì, trồng rừng, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Thời gian gần đây, khi mà số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao, nhiều người đã lên mạng xã hội để tìm kiếm cũng như là truyền tay nhau mua các loại thuốc điều trị COVID-19, thuốc hỗ trợ, thuốc dự phòng điều trị COVID-19. Đây là việc làm không cần thiết và có nguy cơ gây ra những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người bệnh. Các loại thuốc kháng virus, thuốc điều trị COVID-19 được giao bán trên các hội nhóm, trang cá nhân trên trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và một số sàn thương mại điện tử, nên người dân rất dễ tiếp cận và tìm mua, trong khi nguồn gốc xuất xứ và tác dụng thì không rõ ràng. Nhiều người vì lo lắng nên tìm mua về để tích trữ, sử dụng các loại thuốc ấy mà không cần theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Theo các chuyên gia y tế, đây là việc làm không cần thiết và có nguy cơ làm bệnh nguy hiểm hơn. Cách xử trí duy nhất của chúng tôi lưu ý, COVID-19 thực ra là do virus, nên chúng ta không nên dùng kháng sinh để dự phòng. Thứ hai nữa là nó là một cái cảm cúm. Chúng ta đã có vaccine, chúng ta đã được tiêm vaccine rồi. Vậy thì chỉ xử trí những cái triệu chứng của cảm cúm, ví dụ như là sốt, ho, đau mỏi người, thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc cảm cúm thông thường hoặc paracetamol trong trường hợp mà có sốt trên 38 độ 5. Trong giai đoạn hiện nay, số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà rất lớn. Việc người bệnh quá lo lắng, tự mách nhau cách dùng thuốc kháng virus, thuốc điều trị COVID-19 và không theo đơn thuốc do ngành y tế ban hành, không tuân thủ theo đúng chỉ định, có thể khiến cho việc điều trị trở nên phức tạp và dịch bệnh khó kiểm soát hơn. Sử dụng thuốc gì thì cán bộ y tế tại các cơ sở sẽ đánh giá, nhận định tình trạng, sau đó sẽ hướng dẫn, cung cấp cái đơn để chúng ta có một cái tinh thần lạc quan, có một cái phương pháp điều trị an toàn và khoa học. Hiện nay, đa số người nhiễm COVID-19 đều ở thể nhẹ và có thể tự theo dõi tại nhà. Để đảm bảo sức khỏe, điều quan trọng là mọi người nên bình tĩnh, làm theo tư vấn chỉ dẫn của bác sĩ và tự theo dõi sức khỏe, đặc biệt là chỉ số SpO2. Nếu có dấu hiệu bất thường mới cần nhập viện để tránh quá tải cho các cơ sở y tế. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp, số ca mắc mới COVID-19 tăng cao, kèm theo đó là rác thải tại một số nhà dân có ca bệnh trên địa bàn cũng tăng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nếu như mỗi gia đình, mỗi người dân không nâng cao ý thức tự giác, tuân thủ các quy định về xử lý rác thải của ca bệnh và quy định bảo vệ môi trường. Cứ khoảng 4 giờ chiều hàng ngày, chị Chuyên cùng với các đồng nghiệp bắt đầu công việc thu gom rác sinh hoạt của các hộ gia đình trong khu vực thành phố. Trong thời gian qua, địa bàn thành phố có nhiều nhà trong diện cách ly phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19. Bởi vậy, ngoài việc bảo hộ đầy đủ, thời gian này các chị làm việc cũng cẩn thận hơn, tránh lây nhiễm virus từ chất thải của các hộ có ca bệnh. Đến những cái nhà mà có F0 ấy, thì đảm bảo an toàn cho mình nữa. Xong là công ty của chúng tôi cũng phát cho mỗi người một chai nước khử khuẩn ấy. Thì đến những cái nhà mà có F0 ấy, có những cái túi rác thì chúng tôi phải xịt khuẩn lên hết những cái túi rác cho nó đảm bảo vệ sinh rồi đảm bảo cho mình. Để tránh tình trạng người dân không tuân thủ các quy định về xử lý chất thải của F0, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại rác thải y tế từ các hộ gia đình có F0 đang điều trị tại nhà. Việc thu gom xử lý phải được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế, tức là phải được phân loại, khử khuẩn trước khi nhân viên môi trường đến thu gom xử lý, tránh lây nhiễm. Thời gian này, các địa phương cũng đã tăng cường hơn công tác tuyên truyền để người dân chủ động trong việc thực hiện nghiêm các quy định về xử lý rác thải, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Ủy ban phường cũng đã chỉ đạo đối với các tổ quy cộng đồng, thứ nhất là có tờ rơi gửi tới tất cả trường hợp F0 chất thải cũng yêu cầu là sẽ được phân loại và được phun khử khuẩn bọc trong các túi để được xử lý. Bà con nhân dân thì là cũng được đã hiểu và nắm chắc được các quy trình về cái phòng chống dịch bệnh COVID. Nỗ lực của các cơ quan chức năng là vậy, song để dịch không lây lan ra cộng đồng từ chính nguồn rác thải sinh hoạt của các gia đình có F0 thì việc nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân, hộ gia đình là vô cùng quan trọng. Bởi vậy, dù được nhắc nhở, hướng dẫn hay không, thì mỗi người bệnh, mỗi gia đình có F0 điều trị tại nhà cũng hãy tự tìm hiểu và thực hiện việc phân loại xử lý rác có nguy cơ lây nhiễm để tránh những nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tuyên Quang phát triển bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.